Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay, tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Tân Quy, tọa lạc số 1/1, Bùi Công Trừng, ấp 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Tân Quy thuộc giáo hạt Hóc Môn, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là lễ Chúa Kitô vua. Dựa vào trang giáo xứ giáo họ Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lịch sử của giáo xứ Tân Quy cho các bạn biết nhé. Vào khoảng năm 1800, ở làng Nhị Bình, thuộc giáo phận Đàng Trong, do Đức Giám Mục Lambert de Lamos làm giám quản tông tòa, có các cha thừa sai đến giảng đạo và rửa tội. Những người này có ý định dựng một ngôi nhà để thờ Chúa và đọc kinh cầu nguyện, đồng thời để có nơi cho các cha đến giảng dạy và dâng thánh lễ, nên họ quyết định dựng nhà nguyện. Vị trí nhà nguyện lúc này ở khu vực ấp 3 gần bờ sông. Năm 1866, Đức Cha bổ nhiệm cho cha Azema về coi sóc họ đạo Tân Quy. Năm 1880, cha Azema cho dựng ngôi nhà ngói rộng lớn ở gần lộ, vị trí nhà thờ hiện nay, cho giáo dân tham dự thánh lễ. Giáo dân ở đây rất ít, phần đông là dân địa phương sống rải rác xung quanh nhà thờ. Cuộc sống khó khăn trăm bề, giáo dân chủ yếu sống bằng nghề nông và chăn nuôi. Đến năm 1882, nhà thờ Tân Quy được nâng lên thành giáo xứ. Vào cuối thế kỷ 19, tình hình giáo hội Công giáo tăng trưởng không ngừng, nên tách giáo phận Đàng Trong ra thành ba giáo phận: Tây, Đông, Bắc Đàng Trong. Lúc này, họ đạo Tân Quy thuộc Tây Đàng Trong, do giám mục để làm giám quản. Năm 1908, cha Phêrô Lê Quang Tự được bổ nhiệm về họ đạo. Ngài đã cho khởi công xây dựng ngôi thánh đường vào năm 1922. Trong giai đoạn này, có 20 nữ tu dòng Thủ Thiêm đã đến giúp họ đạo, chăm lo việc đạo đức, dạy chữ và giáo lý cho giáo dân. Năm 1930, cha Angê Nguyễn Thu Duyên được bổ nhiệm về giúp họ đạo. Năm 1937, cha Gioan Bautista Nguyễn Phụng Dưỡng về giúp họ đạo. Ngài đã xây dựng cổng nhà thờ, góp phần tu bổ cho giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn. Năm 1946 đến năm 1950, cha Paulo Lê Văn Mười về giúp họ đạo. Ngày 3 tháng 2 năm 1946, một ngọn lửa bùng lên đã thiêu rụi thánh đường. Trong sự cố này, cha Paulo bị thương nặng và ngài không thể tiếp tục giúp họ đạo. Năm 1952 đến năm 1962, cha Phêrô Trần Văn Thì về giúp họ đạo. Cha cho lợp lại mái tôn nhà thờ, củng cố đời sống đức tin cho giáo dân. Năm 1962 đến năm 1968, cha Phaolô Nguyễn Văn Lành về giúp họ đạo. Ngài cho xây dựng một hội trường để các hội đoàn có thể cùng nhau tổ chức các cuộc hội họp.
năm 1968 đến năm 1973, cha Giuse Nguyễn Hữu Bằng về giúp họ đạo. Ngài đã cho xây dựng ba tượng đài Đức Mẹ ở ba giáo khu và quy tụ giáo dân đọc kinh kính Đức Mẹ thường xuyên. Năm 1973 đến năm 1974, cha Slemer Nguyễn Văn Thạch về giúp họ đạo. Năm 1974 đến năm 1991, cha Francisco Xavier Trần Ngọc Dương về giúp họ đạo. Ngài đã tu bổ và sửa chữa nhà thờ, thành lập nhiều hội đoàn, ca đoàn, đời sống đạo của giáo dân phát triển từng ngày. Năm 1991 đến năm 1992, cha Thomas Nguyễn Văn Khiêm và cha Doan Kim Trần Tứ Hải về giúp họ đạo. Năm 1992 đến năm 2000, cha Francisco Bùi Văn Minh về giúp họ đạo. Ngài đã tái thiết lại nhà thờ và tận tình chăn dắt đàn chiên của Chúa. Năm 2000 đến năm 2005, cha Francisco Xavier Lê Văn Thái về giúp họ đạo. Ngài đã xây dựng nhà dưỡng lão, sửa lại cung thánh, hội trường thành phòng học giáo lý, thay bàn thờ gỗ bằng bàn thờ bằng đá. Năm 2008, Đức cha Vũ Di Thống đã cử hành thánh hiến bàn thờ. Năm 2005, cha JBD Trịnh Công Chánh về giúp họ đạo. Năm 2018, cha Giuse Nguyễn Văn Lãnh về giúp họ đạo cùng với cha Đa Minh Minh Hoàng Nhật tháng 8 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.